Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 20.000 FC Boy để thực hiện cái việc săn đón Ronaldo phiên bản 99. Cùng với đó là rất là nhiều những pha run up cho cả hai đội hình của mình. Mời mọi người xem cái video ngày hôm nay để xem cái nhân phẩm của mình như thế nào và Ronaldo có xuất hiện trong 20.000 FC Boy của ngày hôm nay hay là không nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với video mới của mình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Anh em có thể ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất nha. Và anh em nào có nhu cầu nạp FC Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo đang có trên màn hình của tất cả mọi người hoặc là bên dưới cái phần thông tin mô tả của video này. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và dành thời gian để theo dõi kênh. Bây giờ thì không mất thời gian của mọi người nữa. Mời mọi người xem cái video của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đến với cái ặc phụ thứ hai của mình thì anh em chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở cái ặc chính nha. Với cái nhiệm vụ hàng ngày thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ exchange ở cái gói này với hy vọng là nhận được những cầu thủ overall 98 hoặc là 99. Với cái gói đổi quà này thì mọi người cũng khá là quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ dùng 4 cầu thủ để đổi lại được 3 cầu thủ và sẽ có tỷ lệ nhận được cầu thủ huyền thoại, và mình cũng đã đôi lần nhận được ở cái vị trí này rồi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì không may mắn rồi. Buổi sáng sau khi reset của tuần thì cũng sẽ nhận được 2 cầu thủ Mascherano ở cái phần exchange này. Và mình nghĩ là mọi người cũng đã thực hiện những cái phần như thế này rồi. Cầu thủ free dạo này khá là nhiều và anh em nhận được Mascherano để có thể thực hiện cái việc run up cho cầu thủ chính trong team. Với 2 Mascherano này thì đem tới khá là nhiều hy vọng mọi người. Nếu mà cái team của mọi người đã hoàn thành rồi cũng như là tất cả những cầu thủ đã full run rồi á, thì mọi người vẫn có thể nhận Mascherano về để có thể cân đối và có thể kiếm coi từ cầu thủ này nha. Và đây là cái đội hình của mình sau khi nhận 2 Mascherano thì mình sẽ thử luôn cái nhân phẩm vào cầu thủ Van Basten, một cầu thủ mục tiêu mà review sắp tới của mình. Cá nhân của mình nhận định thì với những cầu thủ Mascherano với số lượng ít 1-2 con như thế này thì cái tỷ lệ để thành công cho cái việc run up nó sẽ cao hơn so với việc là chúng ta sẽ chứa đâu đó 7-8 con hoặc là mười mấy con trong đội hình nha. Đó là cái cách nhận định của mình sau khi thực hiện rất là nhiều những lần run up rồi. Và cái tip nhỏ cho mọi người là sau khi mọi người fail một con thì mọi người lưu ý là thoát ra và vào lại kiểu như thế này sẽ đem tới cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn một tí so với cái việc là mọi người cứ cay cú và đập liên tục thì nó sẽ liên tiếp là những pha thất bại thôi. Và để xem là với Mascherano cuối cùng này thì cầu thủ Van Basten có thành công lên overall tối đa hay là không? Không thành công rồi mọi người. Rất là nhanh thôi, mọi người có thể thấy được cái số 103 nó không di chuyển lên con số 104 thì là fail rồi. Và sau khi thực hiện hai cầu thủ Mascherano ở trong cái phần exchange thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay luôn, trong sự kiện Euro thì có rất là nhiều phần quà ở cái phần Euro Reward này. Và trong này thì có thêm cả 2 Mascherano và mình cũng đã thực hiện nhanh cái phần nhận quà này rồi. Phần quà này thì cũng không có gì để show cả mọi người, nó kiểu là rất là mất thời gian và mình đã nhận rồi. Bây giờ thì mình trở lại để có thể đập run cho mọi người cùng xem thôi. Và mình đang chia sẻ một cách rất là bình thường cho cái cách đập run của mình luôn. Có những cái tip nhỏ là mình vừa chia sẻ thôi chứ không có một cái tool hoặc là hack hoặc là làm một cái trip nào cả. Mà đây chỉ là những cái thử thách mà cá nhân của mình muốn chinh phục thôi. Với cái cách nâng run như thế này thì mình cũng đã chia sẻ và tạo động lực cho rất là nhiều rồi. Kể cả cộng đồng người anh em Việt Nam của mình hoặc là cộng đồng của thế giới thì mình cũng đã chia sẻ và mọi người cũng đã tham gia cho cái hiệu ứng này rất là nhiều. Và cũng có một số anh em đã thành công cũng như là một số anh em thất bại vào đây rồi. Còn hàng Mascherano thứ 3 trong buổi sáng cũng đã thành công dành cho Van Basten rồi. Mọi người có thể thấy là sau khi thành công thì cái việc run up này có vẻ như nó rất đơn giản luôn. Nhưng mà với cái tỷ lệ 10% thì phải nói là cũng hơi khoai một tí mọi người. Với cái tip là mọi người cứ kiểu như là fail và mọi người đập liên tiếp thì sẽ mất rất là nhiều Mascherano nha. Và còn lại một con hàng Mascherano thì mình sẽ nâng luôn cầu thủ Fabregas ở vị trí CB để xem là có may mắn liên tiếp như lần trước hay là không. Và đây sẽ là pha đập run dành cho Fabregas, hy vọng là số 4 sẽ nhảy. Không có rồi mọi người, không may mắn đến như vậy và Fabregas đã fail rồi. Với cá nhân của mình, khi nhận được bất cứ Mascherano ở cái vị trí nào, ở cái gói bát hoặc là những cái mà phần quà nào thì mình cũng đập cho cái đội hình chính của mình thôi. Và sau đó thì mình chơi cầu thủ đó một thời gian, sau khi trải nghiệm thì mình lại tiếp tục cơ cấu và có thể cày coi cho cái việc run up đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới với cái đội hình thứ hai của mình. Nếu mà mọi người theo dõi mình trên tất cả các nền tảng mạng xã hội thì chắc chắn là cũng đã biết mình có tới tận 2 account lận. Và cái account thứ hai này là cái account đúng tên của mình. Và Van Basten thì trước đó mình cũng đã mở free được cầu thủ này rồi. Bây giờ thì mình sẽ up Mascherano vào để chơi thôi.
Và lưu ý với mọi người là có một cái thông báo mà trước đó thì mình cũng đã chia sẻ trên cái hội nhóm của mình rồi, là cái account đầu tiên mà mọi người xem được cái Van Basten mình nâng cấp lên mức rank cộng 5 á, thì cái account đó mình có bán nha. Và mọi người lưu ý là mình chỉ bán đúng cái account của mình thôi, chứ mình không mua bán account khác. Vì hiện tại thì thời gian làm việc của mình quá nhiều, không có quá nhiều thời gian để có thể cày liên tiếp cả hai account. Mà kiểu như bỏ đi á, thì tiếc những cầu thủ Mascherano để không có cái cảm giác mạnh về cái việc run up với mọi người. Cho nên mình sẽ chia sẻ lại một cái ạc vào đó là cái ạc và cao chính của mình với overall cũng 104 và cầu thủ thì hầu như là full icon rồi. Mọi người mà khi xem được cái video này á, và có nhu cầu muốn trải nghiệm những cầu thủ mạnh trong team hoặc là muốn trải nghiệm một cái đội hình chất lượng á, thì mọi người có thể liên hệ với mình nha. Mình vẫn đang chào bán với cái account đầu tiên đó. Còn cái account thứ hai này là cái account cùng tên với mình, một cái account mà đúng tên của mình á, cho nên mình sẽ giữ lại làm cái ạc chính. Đó là một chút thông báo nhỏ nhỏ cho mọi người nha. Và bây giờ thì mình sẽ run up cầu thủ không thành công rồi, Van Basten đã bị fail rồi. Từ cái mốc run tím lên mốc run đỏ là cái kiểu như là khó nhất đó mọi người. Và đây sẽ có thêm cầu thủ Mascherano ở trong cái phần Starbucks này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nhận về và tiếp tục trải nghiệm và chia sẻ cùng mọi người với cái việc run up của mình thôi. Hiện tại thì những cái badge của cái sự kiện Euro hoặc là sự kiện cấp 3 American thì tất cả các badge đều ngon cả mọi người. Với cầu thủ Cap de Villa này thì hiện tại thì mọi người cứ giữ lại thôi, vì không cần phải bán vội đâu, giá trị hiện tại thì đâu đó khoảng 50 triệu coin. Nhưng mà mình tin chắc là cầu thủ này sẽ được tăng giá trong thời gian sắp tới. Và cái bát này thì chúng ta sẽ có thêm được 3 Mascherano, và để xem với 3 Mascherano này thì chúng ta sẽ có thành công hay là không. Và trước khi run up thì chúng ta sẽ tiếp tục đổ 1200 FC Boy cho cái bát này. Với cái bát này thì cũng khá là ngon, và ở đây là cái hình ảnh của Ronaldo. Chúng ta có thể thấy là cầu thủ này với phiên bản 99 thì nhìn thật sự là chim ưng ngay lập tức luôn mọi người. Mình thấy phiên bản này của Ronaldo phải nói là cực kỳ thích luôn. Một cầu thủ mà với cái overall cao nhất cũng như là cái hình ảnh của Ronaldo thì quá nổi bật cho cái cầu thủ moment của tuần này rồi. Hy vọng là với những cái bắt này thì mình có thể mở được Ronaldo. Và đây sẽ là cầu thủ gì đây? Bộ cầu thủ moment này thì khá là... Đây là cờ thủy sĩ rồi mọi người. Vị trí ST, và đây là sẽ là Embolo thì phải. Đúng rồi, Embolo, cầu thủ cũng khá là nổi bật ở Euro mùa này. Nhưng mà thật sự đây là phiên bản 96 thì cũng không dùng rồi, chắc chắn là cũng sẽ để S-Gen mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái gói thứ hai cho cái bắt của Euro Moment này. Hy vọng là sẽ chinh phục được anh Bảy ở những cái gói này mọi người. Cái gói này thì mình mở tối đa chỉ được 3 lần thôi, và chắc chắn là mình cũng sẽ mở hết ở 3 lần gói này. Hy vọng đây sẽ là cờ bồ đồ nha, xem nào. Đây rồi, tuyển Anh. Vị trí CDA Mainu mọi người. Kirby Mainu, một cầu thủ trẻ nhưng mà overall cũng 97, và hình ảnh này của Kirby Mainu thì nhìn cũng khá là ấn tượng mọi người. Đây là một cầu thủ trẻ người Anh mà mình cũng rất là thích nè. Thích trước trong cái màu áo của Manchester United rồi, mà trong cái mùa Euro này thì cầu thủ này cũng thể hiện rất là tự tin và đầy nổi bật. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục trở lại với cái đội hình thứ hai, và sau đó sẽ lại run up thôi mọi người. Mình sẽ cố chinh phục Van Basten lên cái rank cộng 4. Và với 3 Mascherano này, hy vọng là Van Basten sẽ thành công. Khá là khoai mọi người, thật sự là mọi người thấy cái việc thành công nó đơn giản, nhưng mà khi fail rồi thì cảm giác nó thật sự rất là ê chê luôn. Bây giờ để xem và tỷ lệ sẽ lên được Van Basten hay là không đây. Không được rồi mọi người. Với cái hiệu ứng nhảy số thì mình rất là quen mắt rồi, cho nên được hay là không là sẽ nhìn được ngay lập tức thôi. Mình sẽ thay đổi cầu thủ cho cái phần run up này, để xem là nếu không lên được Van Basten thì Matthias có lên hay là không. Ba cầu thủ Mascherano thì nhìn chung cũng khá là giá trị đúng không mọi người. Nếu mà tính ra cái giá thị trường của EA đang treo bán cầu thủ Mascherano này thì vị trí là 125.000 cho một cầu thủ Mascherano. Nhìn cũng khá là khoai, nhưng mà đây là một cầu thủ mà phải nói là nổi bật nhất của FC Mobile rồi. Không có một huyền thoại, không có một cầu thủ nào mà qua được Mascherano cả. Một cửa hàng khá là quan trọng cho cái việc run up cũng như là cho cái việc anh em cày coi. Bây giờ thì cũng fail cầu thủ Matthias rồi, chúng ta sẽ trở lại với Van Basten. Ở làng này sẽ thành công hay là không? Lại fail rồi mọi người. Như mọi người có thể thấy là nãy giờ thì chúng ta đã mắc quá nhiều Mascherano cho vị trí của Matthias cũng như là cầu thủ Van Basten rồi. Bây giờ thì tiếp tục có thêm một cầu thủ Mascherano trong cái phần Starbucks này. Và mình cũng sẽ sử dụng một Mascherano ở cái phần này là tiếp tục run up cầu thủ Van Basten thôi. Kế hoạch của mình là phải chinh phục được tất cả các mốc run của cầu thủ. Trước khi thực hiện những cái pha đá head to head hoặc là đá trong những cái run đó, thì mình phải chinh phục được cái đội hình chính của mình đã mọi người. Đó là cái cách, cái lối đã chơi mà mình đã chọn cho cái tựa game mùa này.
và đây sẽ là cầu thủ Van Basten 103 hay là không cho cái pha run up tiếp theo. Lại không thành công rồi mọi người. Khá là khó thật sự, là với cảm nhận của mình thì từ cái mốc run cộng 3 mà lên cộng 4 thì nó khó. Thật sự rất là khoai luôn. Và bây giờ chính thức chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần cuối cùng của cái video ngày hôm nay, sẽ là 20.000 FC Boy. Và mọi người có thể thấy là hình ảnh 20.000 FC Boy đã có sẵn trong cái app của mình rồi. Và đến đây thì có một chút thông báo nho nhỏ cho mọi người mới xem video trên kênh thì mọi người cần nạp FC Boy. Những cái gói mà 15.000 hoặc là 20.000 thì mọi người có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo đang có trong cái phần mô tả của video nha. Và mọi người lưu ý là mình cũng không nạp những cái gói lẻ nha mọi người. Mình không nạp những cái gói lẻ, chỉ là gói 15.000 hoặc là 20.000 thôi. Đâu đó thì gói 10.000 hoặc là 7.500 thôi. Uầy, vào đây là cầu thủ Nunes mọi người. Một cầu thủ mà sáng ngày hôm nay cũng có một cái vụ ẩu đả với cổ động viên, về hình ảnh của Nunes over 97 trong cái quả bắt của cấp 3 America nhìn cũng khá là ấn tượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục những cái gói tiếp theo thôi. Và hy vọng là CR7 sẽ xuất hiện trong 20.000 FC Boy này nha. Đây là lá cờ của áo CDM. Không thành công rồi. Đây là một cầu thủ Limer. Cầu thủ mà không quá nổi bật mọi người. Vị trí CDM mà còn cầu thủ người áo, trong đó vị trí này chỉ là over 96 nữa. Bây giờ thì sẽ tiếp tục chinh phục những cái gói mà có sự xuất hiện. Gói này thì chúng ta sẽ mở 10 gói là 8.000 thì sẽ có được một cầu thủ free over 97 cho tới 99. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cho cái gói này để xem có được cầu thủ gì đặc biệt hay là không. Ở cái gói này thì mọi người có thể mở liên tục được, và mọi người mở 10 lần thì sẽ nhận được một cầu thủ free. Cũng khá là ngon, và có cả Mascherano nữa mọi người. Sau 2 lần cho 800 FC Boy thì đã có một Mascherano rồi. Nhìn có vẻ thì cũng khá là ngon và có rất là nhiều cầu thủ huyền thoại trong cái gói này. Không có một hiệu ứng đường hầm nào cả, và tiếp tục là cầu thủ Mascherano thứ hai. Tiếp tục sẽ xem nào, mình sẽ thực hiện 10 gói ở trong cái gói này. Semi final và cái gói này để xem hiệu ứng gì. Không có đường hầm luôn mọi người. Và lại có thêm một cầu thủ Mascherano nữa. Những anh em khách hàng của mình nạp FC Boy thì cũng rất hay mở những cái gói này để có thể nhận được những cầu thủ, vì cái gói này là cầu thủ có thể giao dịch được. Và trong cái cầu thủ nhận free over 97 cho tới 99 thì cũng có thể bán được mọi người. Đó là cái cách mà EA đã câu những người chơi cho cái việc đặt bắt. Và nãy giờ thì cũng chưa có một cái hiệu ứng đường hầm nào cả mọi người. Toàn là những cầu thủ rác thôi. Và bây giờ chúng ta đã thành công cho cái việc nhận free cầu thủ 97 cho tới 99 rồi. Có Ruud Gullit, có Mbappe, có Thierry Henry, rất là nhiều cầu thủ 99. Và nhân phẩm của mình sẽ là cầu thủ gì đây? Ui, CB thì không ăn thua rồi. Ui, min luôn mọi người. Cầu thủ John Stone, và với over 97 như thế này thì thật sự thất bại cho cái gói này rồi. Nhân phẩm mình không tốt rồi mọi người. Có quá nhiều cầu thủ 99 ở đây luôn, nhưng mà tại sao mình lại nhận John Stone, cầu thủ min với over 97? Khá là đáng tiếc cho cái nhân phẩm của ngày hôm nay. Cái gói đó thì không mở thêm được mọi người. Nếu mà mọi người mở mắt thì được 30 lần, nhưng mà sau 10 lần thì sẽ không có nhận được cầu thủ free nữa. Và chắc chắn tới đó mình cũng sẽ dừng thôi. Ngoài đây là Thomas Müller. Cầu thủ này cũng đã tuyên bố giả từ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Đức rồi mọi người. Cũng khá là lớn tuổi rồi. Và Thomas Müller phiên bản này over cũng cao, nhưng mà vị trí là CF thì chắc cũng mình cũng không dùng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện những cái gói nào để có thể săn được CR7 hay là không đây. Ui, mình kỳ vọng khá là nhiều ở cái gói mà Euro đó, nhưng mà không đạt được cầu thủ nào với giá trị cao cả. Ở cái gói cấp 3 này thì 10 lần 8.000 FC Boy thì cũng nhận được một cầu thủ free. Ok, bây giờ thì mình sẽ cố gắng hy vọng vào cái bắt này để có thể mua được CR7. Đường hầm màu xanh thì không có quá nhiều điều đặc biệt rồi. Ngoài cầu thủ Lema, một cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Colombia trong buổi sáng ngày hôm nay luôn mọi người. Với 8.000 FC Boy thì chúng ta đổi lại được quá nhiều cầu thủ rác, và cùng với đó chỉ là hai cầu thủ Mascherano thôi. Nhân phẩm của mình phải nói là cực đỉnh luôn rồi mọi người. Phải nói là cái danh hiệu ông hoàng đập bắt của mình thì tới thời điểm này vẫn chưa buông bỏ mình luôn rồi. Bây giờ thì sẽ tới cái phần 97 cho tới 99 của cấp 3 America. Hy vọng là sẽ có một siêu phẩm. Không có huyền thoại rồi. Cầu thủ Chile CM chắc chắn là Vidal rồi. Cầu thủ này thì cũng là over 97 luôn. Phải nói là siêu khủng thật sự. Với đâu đó gói này là 8.000 FC Boy, và cầu thủ bên Euro cũng là 8.000, 16.000 FC Boy. Đổi lại cầu thủ John Stone và cầu thủ Vidal.
khủng khiếp thật sự. Tới nay thì mình cảm giác như nó bị hoa mắt một tí rồi, mình hơi bị chóng mặt nhức đầu một tí rồi. Không thể nào tin vào cái nhân phẩm khủng khiếp của mình như vậy được. Cả hai Bắc và đều là hai Bắc cầu thủ min cả. Anh em khách hàng thì nạp phải nói là nạp rất là nhiều và mở được rất là nhiều cầu thủ khủng ở những cái Bắc này. Nhưng mà cá nhân của mình thì không được như vậy. Và đây sẽ là 1.000 FC Boy cuối cùng cho anh CR7. Có người đồng đội của CR7 là do Casilo và là phiên bản Shopee thôi mọi người. Và đó là tất cả những gì có cho cái video mở bắt sang CR7 của mình. 20.000 FC Boy cùng với đó là rất là nhiều Machirino, cũng không đem lại một tí nào gọi là may mắn cả. Bây giờ thì tất cả Machirino còn lại mình sẽ thực hiện cho cái việc run up tiếp theo là hai cầu thủ mà trước đó anh em mình cũng đã fail rất là nhiều rồi. Matias và cầu thủ Van Basten. 5 cầu thủ Machirino tiếp theo và không biết là hai cụ này có lên được hay là không. Vẫn không có một hiệu ứng nhảy số nào cả mọi người. Thật sự đến đây thì quá nhiều thất vọng rồi. Một cái video mà mình đặt rất là nhiều hy vọng để có thể chinh phục được những cầu thủ như là CR7 hoặc là đâu đó những cầu thủ over 99 để mình có thể săn được CR7 với mốc rank cao và sớm đưa về team. Nhưng mà với cái hiệu ứng cũng như là với cái cách mà mở bắt như thế này thì mình đã thật sự thất bại rồi. Và run up cũng thất bại cho cái ạc thứ hai luôn. Có vẻ như là làm video số up kiểu như thế này nó không may mắn một chút nào cả. Hy vọng là trong cái lần mở bắt tiếp theo thì mình sẽ lên like cùng mọi người để có thêm nhiều cái sự cổ động của mọi người. Chắc chắn là may mắn nó sẽ tới nhiều hơn so với cái việc là mở bắt kiểu như thế này. Video của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video đến đây. Nhân phẩm của mình thì chắc chắn là mọi người cũng rất là dễ dàng có thể cảm thông được cho cái pha mở thẻ của ngày hôm nay. Mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng lại không thành công. Trong những cái pha mở bắt của khách hàng của mình, như anh em có thể thấy là chỉ cần 8.000 FC Boy thôi thì khách hàng của mình đã kiếm gần được 1 tỷ coi cho cái bắt của Euro này mọi người. Một em trai cũng đã chia sẻ chi tiết với mình cho cái việc mở bắt này. Thôi thì nhân phẩm của mình chưa tới thì đợi chờ những cái pha mở bắt tiếp theo thôi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo trên kênh.